Hello, hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Shop Trái Kiều Family US Time. Bum 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 bum. Trà này Sophie trần điệu không? Bữa nay là July 4, hai người con đi chơi với nhau. Thì hôm nay là cả gia đình sẽ đi biển Gold Western. Lâu lắm rồi mới đi lại biển, mà cũng 2 năm rồi. Hello. Hi. Bây giờ là sẽ đi ghé vào trong cái quán phở để mà ăn phở, nạp năng lượng để chuẩn bị đi đi chơi ha. Ai tới điện không? Ở đâu? Chị đến. Hồ của nó nè. Chào. Ai chịu nổi không cô chú? Trời ơi. Cái anh này mang đồ ăn ra nè các bạn. Đây là gọi bánh mì nè, phở nè, đó to go đấy, cái này chắc cho baby ăn ha. Phở này là phở Ben ở Sugarland nha các bạn. Đấy, trang trí cũng dễ thương ha. Để xuống như Gold Western nè các bạn. Thì cũng 2 năm rồi thì mới quay lại như này. Thì Gold Western là đi đến đây là lần thứ 3 để đi biển. Hồi 2021 là đến một lần nè. 2022 đến một lần, 2023 không đến, hôm nay 2024 đến lại. Thì trước khi mà đi ra biển để chơi á, thì Kiều sẽ ghé đến một cái tòa lâu đài để mà chụp hình. Thì nếu mà ngày thường á, là họ sẽ có bán vé cho mình vào để chụp hình. Thì ý đây là phía bên ven biển thôi các bạn. Chắc lúc ngày mình đi sẵn xuống dưới kia là nó có sẽ có biển các bạn. Đây là trời đẹp ha. Ở dưới này nhà đẹp. Ô đây nè, tới rồi nè các bạn. Wow, đây là cái tòa lâu đài mà họ bán vé để cho mọi người đến mà tham quan cũng như chụp hình, có bán vé vào cửa ha. Ủa sao có con bé kia đứng ở trong ta? Ủa vậy là nó cho vô hả? Ủa vậy sao nói là đóng cửa? Ở trên mạng nó nói đóng cửa. Có hai tòa lâu đài luôn nha các bạn. Thì hôm nay là sẽ đến để chụp hình. Wow. Trời biển trắng nó đi tùm lum từ đây đường hết trơn. Trời này, bây giờ sẽ... Thế nào là các bạn đang đi để mà tìm máy chỗ để mà đậu xe đi vào bên trong đây nè. Đây là Gold Western, lâu lắm rồi mới đi biển chơi lại nè. Sophie bữa cũng có đi biển mới gì dưỡng các bạn, nó thên lại nhẹ trắng này được các bạn. Cái chỗ này nó gọi là Bezos Palace. Tìm bãi đậu xe nha các mọi người. Bãi rộng full xe hết trơn nè, thấy không? Đó, cái này thì rộng hết trơn á. Hai vị con kiểu này cô chú. Nó đội cái mũ này, cái mũ nó bay rồi các bạn. Đội cái mũ lên mà đi sao bay rồi. Ơi, Sophia đội cái mũ lên, thôi đi lẹ đi con. Đội cái mũ theo mà, chó nó bay. Chó nó bay mất cái mũ. Lấy cái mũ bà là vô xe rồi các bạn. Chạy vô đây cũng có chút xíu nè. À, đi bộ khoảng ở đây được 1 phút. Sophia nè cô chú. Hello Sophia. Hi. Sophia mặc đồ đẹp không cô chú ơi? Công chúa bé nhỏ đi chụp hình nè. Công chúa bé nhỏ như tòa lâu đài chụp hình nè. Lát lên ra biển là mặc bộ đồ bikini. Wow, tới nơi rồi nè, tòa lâu đài đều không có cả nhà. Nói sao đẹp luôn ha. Sophia nè, hãy mũ cho Sophia đợi lại nè các bạn. Đấy, đi vô. Con đi vô con. Từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều mở cửa nha các bạn. Là ở bên trong tòa lâu đài thì trên trong này nó không có bán vé ha. Có cái mạng nó nói hôm nay không có mở cửa, đóng cửa. Nhưng mà khi mà đi đến thì họ vẫn mở cửa cho mình vào. Thì ở bên trong tòa lâu đài, ở dưới này, ở phần taxi đây nè, có bán vé thì bạn cũng chịu đi vào bên trong bán mua vé rồi. Sau đó mình sẽ vào bên trong mình tham quan. Đã mua vé rồi nè các bạn. Thì cái này là sẽ dán lên trên tay nha các bạn. Thì sẽ dán lên đây. Cái này là dán lên trên tay. Sophia được free. Đó. Rồi. Cái bên này. Bán mà luôn thì sẽ trên này bán nến như là sắp nhiều quá gì nè.
đây là bài của Kim đây nè. Có bán giỏ sách nè, bì nè, bì với cô này cũng đi chung luôn. Cái đồ này là mấy cái đồ để mua để trang trí cho mẹ. Baby con chỉ còn coi thôi, con không được đụng tới. Baby no no, không đụng tới, không đụng tới. Ê no 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 no, nó rất là bể đó, mấy cái đồ đó nó rất là bể đó. Ok, đi vào bên trong đi ha. Chỗ này là quầy bán vé nè, mới mua vé xong thì mình sẽ được tham quan toàn lâu đài từ ở dưới cho đến ở lên phía trên và mình có thể được mua. Nói cái này thì họ có bán đồ để mà mình mua về để mình trang trí. Cái này nó có bán khăn, một ít đồ đồ đi biển. Mami có dán rồi, con muốn dán không? Mami dán cho con nha. Ok, trong đây nó có bày trang trí. Cái này cái nhà này là nhà cổ nhà xưa này các bạn, và bán ly bán nến rồi nhiều lắm luôn nè. Thì một góc này là họ sẽ trang trí nè, để khăn thương quá ha. Mấy cái đèn này cũng nhìn dễ thương quá nè. Trong này các bạn vừa mới đi lên trên lầu là họ có một vài chỗ để cho mình tham quan, kiểu như ngày nhà cổ hồi xưa vậy đó các bạn. Nhiều người nè tới. Biết không, căn nhà này nó không mở điện, không có mở điện nha các bạn, mà điện sao nó cũng mờ lắm, không có sáng. Đây giống như cái cầu dao để mà ngắt điện. Trong nhà nó có một cái mùi gì đó các bạn, một cái mùi gì á, không hiểu đó là mùi gì luôn. Ok ok, yes yes, cái đèn chùm này đẹp nè ha. Ok 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 ok. Oh. Oh. Wow. Đứng trên luôn đi. Lát đứng chỗ cầu thang chụp hình đẹp nè. Chụp kìa. Hồi nãy nó dắt tay em kéo tới đây hoài. Nó kéo cái váy hoài luôn. Nó nói chỗ đây đẹp, mà con biết chỗ đẹp. Cũng có nhiều người đến tham quan lắm nè các bạn. Bên trong tòa nhà này nó có cái mùi gì đó rất là quen, mùi trầm ha, trầm hay mùi hương gì đó. Sau khi anh chạy lên trên kia đúng rồi các bạn. Chụp hình bánh này luôn nè. Bỏ điện thoại nha, chụp hình quá nè. Đứng chụp hình chỗ cầu thang. Không, mình đứng qua bên đây chụp hình chỗ piano này cho em trước đi. Quay chụp hình chỗ piano này trước đi, còn cầu thang đó chụp hình sau. Piano thường à. Các bạn phát hiện cái chỗ này có cái đàn rồi, các bạn mở lên mới vừa chụp hình xong. Cái này đánh nhạc mà có nhạc luôn. Không nghĩ là trong này nó có nhạc luôn các bạn. Thôi nó có nhạc luôn á, mình bấm lên nó có nhạc luôn á. Đi tới trong này để chụp hình thôi. Rồi xong, một vài tấm hình ở chỗ này là bây giờ là mình kéo cái ghế vào, sát cái ghế vào, đi vào cái cạnh chỗ khác là chụp hình. Thì Sophie xuống đây, Mommy chụp hình cho con chỗ đây. Bên này nó không cho ngồi. Quay chỗ cái ghế này họ cũng không cho ngồi rồi. Có mấy cái ghế ở phía sau này nhưng mà họ không cho ngồi, họ giăng cái dây lại các bạn, không cho ngồi, không vào chụp được. Này cái góc này cũng đẹp nữa nè các bạn, có những cái đèn chùm ở phía trên lầu. Hôm này á, nó có cái mùi gì các bạn, mùi gì không hiểu đó là mùi gì luôn. Có một cái số cái ghế nhưng mà họ không cho ngồi, họ giăng cái dây lại nè các bạn, nghĩa là họ không cho ngồi là vì ghế nó đã lâu lắm rồi, họ sợ nhiều người mà người ta ngồi nó sẽ lỡ may như vậy nó sẽ bị gãy, không còn giữ được lại cái nét cũ cổ xưa của cái ghế nữa, kêu nghĩ là như vậy.
Hoa văn ngày xưa nè. Thấy cái bếp lửa rất hang. Đó, mấy trời luôn, mấy cái đèn ngày xưa đẹp không? Giống như là trong phim gì đó, công chúa bá tước tiểu thơ gì đó. Lát nó sẽ đi lên trên lầu nữa các bạn, đi trên lầu nữa là cái hướng này mình sẽ đi lên phòng ở phía trên. Cái góc này là mình có nghe một tiếng các bạn. Nhưng mà hồi nãy cái gì trong phòng nó vô cái mặt nó thì nó không có sáng cho cái mặt. Ở phía bên này thì nhìn quay xuống thì các bạn sẽ thấy rõ hơn cái nhìn quay ha. Nổi bật nhất và đẹp nhất là những cái này là gọi là cái gì thì cũng không nhớ nữa. Gọi là cái gì á, không nhớ cái từ của nó gọi là gì á, nhưng mà nó thì nó rất là đẹp. Hai cái bên này như cái đèn nó bị cháy rồi, không thấy được lên được cái hình. Bên trong này là cái chỗ để cho mọi người đến để mà cầu nguyện nè các bạn. Quay trong đây nè. Sao không chưa tối? Bên trong này thì họ cũng có trang trí những cái giường ngủ nè các bạn. Cũng có bàn, có ghế, có chỗ. Đó. Cái phòng này cũng có mấy quạt hết nha các bạn cho nó thoáng. Bên trong này cũng có một cái giường đó các bạn, giường này chắc dành cho người nhỏ tuổi, phòng thì chắc dành cho người nhỏ. Cái này chắc có bàn trang điểm. Giường nhỏ xíu rồi chắc cho con nít nằm. Cũng có cái phòng này luôn. Đấy. Bên này thì có tủ nó nhìn qua bên kia luôn nè. Này là có nhà tắm, bồn tắm bên trong này nữa nè. Trong này cũng có một cái phòng gì đây nè các bạn. Phía bên trong này cũng có, ủa cái phòng gì không không chấm lỏng không. Cái này cũng là cái một cái bedroom, một cái bồn tắm. Chỗ này thì chặn không cho đi lên trên lầu. Này chỉ có cái cửa để đi xuống thôi, còn cái đi lên thì họ không cho, họ chặn lại rồi. Này trẻ biết có cái gì. Phòng này cũng không biết là phòng gì luôn. Bản giá là các bạn, những người trưởng thành là 15 đồng là Kiều nè, 6 đến 18 tuổi là 12 đồng, dưới 5 tuổi là free, là Sophie á, là free á. Đó, giá vừa rồi mới mua đồ trang điểm trong đây. Cái ngồi ai giữ vậy? Ngồi nè các bạn. Cái ngồi căn nhà này đẹp quá. Trời nắng quá nắng. Ý chụp không? Tao chụp chứ. Trời đứng đây chụp chứ. Sau khi mà vô nhà
tòa lâu đài. Thì đây ra, ủa mới đang hết hộp dâu rồi hẳn. Nhanh như chà. Về. Bắt đầu vô mệt nổi à, bắt đầu nóng nực nè, bắt đầu đói bụng nè, bắt đầu ngồi ăn. Đó, bóc dâu ra ngồi ăn. Dâu xong uống giả cuồn. Hai cô chú thấy đấy không? Đây này, cái mua mặt đây nọ chicken nugget ta ăn nè, thấy không? Cái này đồ bố kêu. Ăn xong cùng kêu giấm mì nó chứ đưa cái mũ mà mì cầm cha. Đúng đây nè, đi bộ. Ngon không? Chú cho vừa ăn vừa tận hưởng nè. Mà cái mặt phê dễ sợ phê không? Để đi xuống dâu biết còn lạnh không? Ừ, cũng còn mát. Không chưa? Mát xé để đi luôn. Đi vòng vòng chụp trước. Chú kêu Sophia đứng chụp hình này tạo dáng này nè, thấy không? Nóng quá nên thay cho Sophia bộ đồ khác nè. Nóng không? Dạ. Nóng quá ha. À, đứng chụp rồi. Cái đây là cái viện mẫu tàng. Hai mẹ con nhà Sophia kêu Family USA để có mặt ở dưới đây để mà đi chơi với thay bộ đồ để lồng lộn không chụp hình nãy giờ mà nãy có chụp hình bên nhà thờ bên kia màu trắng đẹp lắm mà không biết Kiều cũng quên quay lại cho các bạn xem. Còn cái này là nguyên cả cái tòa nhà chỗ đây, cái viện bảo tàng các bạn, trong này có bán vé để vô xem. Suối chảy và đẻ dễ sợ sao đẻ luôn. Thôi cái quán cà phê này đẹp quá các bạn ơi, chỉ là quán cà phê thôi á, nhưng mà cái view của nó rất đẹp. Lớn ở góc sau. Ở đây chụp hình đây đây đây. Hello. Thì nó cũng có một số chỗ đó các bạn chụp hình, ví dụ chẳng hạn như ướp này chẳng hạn. Bây giờ bạn ướp. Bây giờ đã đi vào trong cái quán cà phê rồi nè các bạn. Ở bên trong nó yên tĩnh như là một cái khu vực. Đó, nó có cái tiếng động luôn. Bây giờ ở trong này đi vòng vòng và có bán rất là nhiều quà luôn nè. Có gì trong đây không có? Có cái đồ lưu niệm để dành mình đi tắm biển, hoặc là có cái đồ lưu niệm của con biết mình để cho khách du lịch đến đây họ chơi. Và ở bên đây á là chỉ có quán cà phê, có thức uống và có đồ ăn luôn. Thì cái kiểu hình thức này như là Kiều có nhớ lại cái lần năm ngoái á, năm 2022 Kiều có đi Florida á, cũng cái Disney World thì cũng dùng cái Disney World. Nó rộng và bự hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi tàu rồi các bạn. Bây giờ là đang 4 giờ rồi các bạn ơi. Trong này nước nó chảy to quá. Vào bên trong. Bây giờ là họ sẽ xót vé nè các bạn ơi. Con đeo cái giỏ đi. Bây giờ là mình sẽ đi lên trên tàu, lấy cái đồ quan trọng mình để trên đây đem theo. Đúng rồi. Oh no. Chỉnh cái nhà đó. Wow. Chạy tới chạy lui, đi thì cũng đã tìm được.
lập của nước Mỹ diễu hành tại thành phố Galveston ở Texas. Hiện tại bây giờ là khoảng 6 giờ hơn. À, liền của lát cờ nước Mỹ hả? Để nhặt. À, những cái vòng tay. Ủa sao chỗ này không liền? Giống như liền mà chỗ này không liền. Thank you.
cái con vịt. Đầy đủ mấy dòng tay nè, thấy không? À, đầy đủ nè, kẹo nè, á, à, vịt nè, đầy đủ hết trơn nha. À, cái bé nhỏ đó. Thank you.
Biển Ninh Hòa không?
phê được 6 dòng nha, 6 sợi và 6 sợi 6 màu khác nhau, đều được 3 sợi 2 đỏ với nên cái tiếng. Cà phê là con chú nè. Bên kia là có tàu lượn. Ở chỗ ngoài đó là cái Pleasure Pier hồi nãy á. Cái đây là mấy cái nhà hàng mà nãy cửa trên mấy cái nhà hàng này là các bạn. Đó tính là vô ăn xong rồi ra tắm biển rồi đi về. Nhưng mà nghĩ lại ở nhà tối qua có mua rất là nhiều đồ ăn để chuẩn bị cho lát nữa đi về tối nay ăn đồ nước à. Thôi Sophia đi tắm nè. Sophia kiếm chỗ cho Sophia thay đồ. Cho Sophia thay đồ tắm, chú tắm quá cô chú ơi. Nãy Kiều cũng có mặc đồ tắm chứ có đem theo mà để xe rồi. Sophia là cô chú ơi, không chịu chụp hình, không chịu chụp hình. Sophia chụp hình với mami nè, nhanh lên. Rồi không, họ đã chơi cô chú. Đất à, đất à. Lát ra chơi. Đó, Kiều có sắm cho Sophia rất là nhiều bộ đồ bơi. Nhưng mà chỉ có mặc được có một bộ hai bộ vậy thôi. Tại vì có nhiều bộ là mua về để chuẩn bị đi bơi, đi tắm biển. Nhưng mà rốt cuộc không có dịp để đi. Nên thành ra cái cũng ở nhà luôn. Ở nhà, ở nhà hoài cái bộ đồ đó nhỏ. Sophia lớn lên rồi cái cũng không mặc được. Bộ đồ này mới mua là rất là hên, là có dịp đi biển luôn nè. Tập hàng liền xong bia tờ chơi là cô chú ơi, là coi chơi chụp cái tay của giờ thích thì bơi, thích ra biển lắm. Nãy giờ mami xuống biển, mami xuống biển, mami xuống biển. Thích không con, có thích không? Thích hả? Thích hả? À, bữa nào về Việt Nam, về Nha Trang mami cho ra bãi biển chơi mỗi ngày luôn ha. Thích hả? Ờ ở biển Nha Trang á có nhiều con còng lắm. Ở biển đây không thấy còng. Biển Nha Trang còng bơi nổi quá trời luôn. Ra ngoài biển lâu rồi nó mới ra là biển lại các bạn, chắc cũng 2 năm Kiều mới đi lại biển á, nó rít nhiều vậy á. Về nó rít. Do cái muối biển nó lên á. 2 năm rồi á. Qua Mỹ 6 năm mà đi đây là lần đi biển thứ 3 này các bạn. Sophia. Mọi người xuống đây đã banh. Đó, hồi nãy có chim hải âu bay ra nhiều lắm mà không có đem theo đồ ăn nha. Đem theo đồ ăn cho nó ăn là chạy tới bơi. Giống như lúc Kiều đi á. Nhưng mà đi cái khu biển, bãi biển chỗ khác. Cũng mới coi Vistan nhưng mà cái bãi nó chỗ khác. Chỗ đây là chỗ khác. Bên đây mọi người cũng chơi đá banh nè, chơi đánh bóng chuyền nữa nè. Người có đem theo bạc, có đem theo bạc nhưng mà có điều là hả, để ngoài xe các bạn. Mà xe đậu mà xe xa quá. Oh wow. Anh coi chú coi coi. Wow. Thảy ra kia, thảy ra kia. À, con bé rồi ra biển. Đi xuống rửa chân cái đã. Sophia là cô chú nè. Sophia nè. Không dám để cái nít xuống biển luôn, không dám để cái chân xuống biển luôn.
xong rồi một lát xong mới cho ngồi xuống, mà ngồi tức yên một cục mà không có dám xuống ở đây, dám nhảy nè, nhảy 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 chân ơi, không dép vô đi. Ê Sophia đà con chú ơi, Kiều không có mặc đồ bơi để kia rồi. Thank you.
là sợ nước. Đi tắm biển á thì chỉ ngồi một yên một chỗ thôi. À, nói lắm thì chỉ ngồi yên một chỗ chứ không dám đi tới đi lui. Ra hồi bơi với các bạn như hồi bữa đi SeaWorld ở dưới Austin đó các bạn. Không dám để mình bị dính nước luôn, không ráng ra ngoài chơi nước luôn. À, đứng một chỗ trong hồ bơi thôi, đứng một chỗ trong cái chỗ mà chơi nước thôi. Cái video đó Kiều quay cũng đã hồi tháng 3 rồi. Nhưng mà hồi tháng 3 rồi. Nhưng mà tới bây giờ tháng 7 rồi chưa có post lên cho các bạn xem. Nhưng mà bây giờ hôm nay Sophia rất là dạng nước, rất là thích tắm biển và rất là rất là nước. Lý do là một tháng rưỡi nay là Kiều có cho bé học trường daycare của Mỹ. Và mỗi thứ sáu hàng tuần là trường daycare đó đều tổ chức cho các bé đi chơi hồ bơi ở trường, cho nên là đó là lý do sao mà bây giờ bé rất là dạng dĩ, rất là thích đi ra hồ bơi, rất là thích tắm biển. Đó. Dạ, đã chưa? À, chú ở đây thấy Sophia tiến bộ không cô chú? À, hôm nay nước văng vô mặt cũng không khóc nha. Chứ hồi trước á, ở nhà tắm gội đầu nước văng vô mặt hoành khóc. À, bữa nay là... Chú cha, không biết mệt luôn. Kiều hết sức rồi, đói bụng quá rồi. Để ăn cái chút xíu phở với cái mì à, cái cây à. Còn chiều giờ với bà phải để dưỡng bao giờ dành để chiều giờ ăn thịt nướng. Nghe đói bụng quá không thể trò chơi không nhảy chổi các bạn rồi. Kìa lâu lâu đi điện rất là vui và relax. Sống thế đó sau một tiếng mấy chạy về nhà thì cũng đã đến nơi rồi. Bây giờ ngoài trời á họ đang đốt pháo hoa rất là nhiều. Đùng đùng đùng. Bên này cũng đang có bắn pháo hoa nữa nè các bạn thấy không? Nó lóe lóe lên. Bên này thì police họ đang thổi kìa. Bây giờ trong này nó đang có cây nhạc và bắn pháo hoa nữa. Nhưng mà mình đến trễ họ không cho mình vô, police không cho vô đậu bạc khin để mình xem cây nhạc hoặc xem bắn pháo hoa. Hỏi mà họ không có nói, họ không cho vào. Oh wow. Oh my god. Happy July 4. No birthday. Đó, chỗ này có cây nhạc nè, gần với chỗ nhạc của Kiều ở luôn nè. Ở trong kia có cây nhạc. Thì muốn đậu bạc kinh ở chỗ đây nè các bạn. Chỗ đây nó có bạc kinh nè các bạn thấy không? Ở đây nè đó, nhưng mà họ không cho vô. Bây giờ là họ nói hát cây nhạc từ 6 giờ đến 10 giờ. Và hiện tại bây giờ là khoảng 9 giờ rưỡi rồi. Hai mẹ con này đứng ở dễ thương không? Nó hát cây nhạc ở dưới đó, cũng có bán đồ ăn nữa, rồi nghe cây nhạc và chụp hình. À, bạn nghe bắn pháo hoa. Wow. Hỏi vô được không? Hỏi không? Ông cho vô không? Trace. Keep going straight. Don't block the road. Ông nói là go straight. Don't reach the road. Ồ, gần lắm luôn nè, gần chỗ bắn nè các bạn. Muốn coi bắn pháo hoa chỉ đứng đây coi thôi à. Wow. Bắn pháo hoa. Mọi người á, cái đường này là cái con đường mà đi thẳng đến cái chỗ mà có cây nhạc á các bạn. Cây nhạc sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ cho tới 10 giờ. Thì bây giờ đã 9 giờ 45 phút rồi. Mới tìm được cái chỗ để mình xem bắn pháo hoa thì police đã chặn khắp nơi rồi. Tất cả các cái cửa mà đi vào để xem bắn pháo hoa và xem cây nhạc thì police chặn hết rồi, cho nên là không có vào được. Là mình chỉ đáp được cái chỗ này để xem bắn pháo hoa thôi. Thì họ sẽ bắn trong vòng 30 phút, bắn từ cái lúc mà lúc 9 giờ rồi.
thay 4 bộ đồ nè. Mà rốt cuộc là không có toilet chặn không cho vô nên đứng trên đây. Trời, hôm tay rớt dưới trời. Rớt bên đây xong cái lụm đựng chiếc đi lên. Đi một mình không có lái được, xuống dưới Golveston được. Đó. Hôm nay là cả nhà làm thịt nướng. Đập hộp cái lò nướng mới mua về. Là sẽ làm món nướng để ăn ở ngoài trời. Mấy cái này là để đem ra, để bắt ăn ở ngoài. Cái lò nướng này là mua bằng cái lò nướng ga. Đây là nó có 4 cái bếp, có một cái bếp bên kia nữa. Đó, xong giờ mình sẽ lắp ráp vô. Bỏ mấy cái này vô. Đó, đây mặt trời đang chói lên thế này nè, trời. Nhiều khi á, nướng thịt xong mà đen luôn đó. Đây. Cái này sẽ để ở dưới. Mình cứ đút cái đầu này vô trước. À. Xong cái củ màu đen kia thì bỏ ở dưới đó. Ờ. Rồi thử lửa lên rồi nè. Ờ. Cái này nhanh rồi nè. Cái công thức rắc muối tiêu nè các bạn. Đó, anh Bi phải rắc như vậy nè. Đó, trời. Đầu bếp BB về bếp nấu món nướng. Cái này là làm bít, làm bò và nướng, ướp hai mặt, rắc muối tiêu. Tôm không? Em rẻ tôm, có mua bịch tôm nè. Tôm gì? Muốn tôm nướng hả? Ừ. À, biết muốn ăn thì rồi bây giờ công đoạn chuẩn bị đã đầy đủ xong xuôi hết rồi thì bây giờ cái này là cái sườn đại hàng hả anh Bi? Đúng rồi. Rồi bên này là có cái địch đó là thịt này, sườn đại hàng nè. Wow. Wow. Này là thịt bò nè. Bò ướp rắc muối tiêu. Sophia đi vô nhà đóng cửa lại giùm cho mommy đi. Rồi. Rồi, cái lá này nó thơm lắm nè. Wow. Nó hấp dẫn luôn. Đây. Rồi, đem miếng. Cái lá này bỏ tỏi vô nữa. Không, cái này có cô hả nè, cô nè, cô đang sống ảo live stream. Đây, giờ đang bỏ cái tỏi. Có xe quay hả, nó có nè. Oh, đây, có xe quay kìa, có xe quay nè. Wow. Wow, đẹp quá. Rau nè, quá trời rau rồi, bây giờ sẽ lặt rau nè. Đó, công đoạn lặt rau. Bên đây. Đây nhỉ tôm. Đó, mới rẻ đâu. Bây giờ đã xong công đoạn thịt rồi đây nè. Thì trong này có thịt bò và thịt heo, thịt bò. Là sườn nướng đại hàng nè, mới nướng xong mà trời ơi thơm lừng luôn. Cái này là heo nè, trời ơi hấp dẫn quá nè, nó hấp dẫn luôn. Hôm nay là ăn khoảng 7 người đại hàng hấp dẫn không?
Tại vì bỏ ngay vô đây là nó mau lắm. Quá. Bỏ vô này. Ủa có ai có không biết mình quen không? Em có biết mình quen với lại hôn miêu vậy? Con rể như này nó khó lắm. Này là tôm. Mới rửa xong. Rồi con tôm to lắm của này ở Costco đó các bạn. Bây giờ là sẽ tra nước tôm. Nhất mắt luôn, nhất mắt luôn. Đồ chơi nè, có rượu vang đỏ và vang trắng. Nhưng hôm nay ăn thịt thì chỉ có vang đỏ nó hấp dẫn. Cái này bỏ hả? Rồi có một ít cò đô nè. Làm miếng chanh, cắt miếng chanh với bỏ miếng muối nữa là xong. Tới công chuyện luôn. Bây giờ là nướng thịt xong xuôi hết rồi thì bây giờ là sẽ là nướng tôm. Open. Mở ra, cái lò vẫn còn nướng nè. Khi mình nó gồm có 5 cái công tắc, 4 cái công tắc bên này á là để mình bật lên để mình nướng cái đồ ăn, nướng xong mình bỏ lên trên này. Còn cái công tắc bên này á là nó có thêm một cái bếp nữa nè các bạn. Đây. Mình cũng có thể ví dụ như mình đang nấu súp hoặc là mình đang nấu cái món cà ri gà gì đó, mình cũng thể bật cái này lên để mình nấu luôn. Có nghĩa là bên đây vừa nướng mà bên này mình cũng có thể mình nấu cũng được. Nói chung cái lò này nó rất là tiện lợi. Còn cái bên này nó còn trống, mình có thể để đồ. Đó. Đó. Thì cái bật, mỗi lần bật là có cái nút nhỏ này, mình nhấn một tay nhấn vô, một tay bên này mình bật lên là nó sẽ lên. Thì cái lò này mình có thể nấu đồ ăn cái nè. Mình muốn nấu, mình muốn chiên cá hay cái gì đó, mình có thể nấu cái lò này luôn. Nhưng mà có điều là nó rất to á. Cũng hơi mỗi tay á. Tại gấp này mới mua luôn nè các bạn, một set nó có 3 cái. Thịt ở trong á thơm lắm luôn, nhưng mà phải nướng tôm vô ăn chung. Chứ tại vì ăn thịt xong nó cũng ngán. Ăn kèm thêm cái bánh mì và cái nước sốt. Được cái là mấy con tôm ở Costco á, bữa nay á, mua về được mấy cái lứa mà nó to, ăn nó cũng ok, ngon. Sắp xếp xong xuôi hết, bây giờ đậy nắp lại, nó sẽ chín đều hai mặt ha. Trời ơi, đẻ quá trời các bạn ơi, bây giờ nó chín được khoảng được 50% rồi á. Tôm to quá ha, to lắm nè, to cái bàn tay của Kiều luôn á, mà quay lên hình không thấy rõ thôi. Thơm dễ sợ thơm luôn. Đó, cái nồi này là cái nồi bếp, nhưng mà bếp dạng bếp ga. Đó, ăn như thế này cho nó nhanh gọn lẹ, khỏi bỏ than, khỏi châm lửa châm mồi gì trơn á. Rồi đây, dĩa tôm mới nướng xong. Trời ơi, hấp dẫn lắm luôn, còn nóng lắm các bạn ơi, nóng hổi luôn. Rồi, quá xá đã luôn. Đây, thích ấp ra tôm nè, quá trời luôn. Đây là cái thịt heo, sườn heo nè. Tại vì Kiều không có ăn bò nên ăn heo nè. Cái này rượu vang nha, mà cái ly rượu nó mất tiêu nên để trong cái đây, chứ thực chất nó là rượu vang trắng. Chút nước sốt để lát chấm tôm và cá rau. Quá trời. Xong, bây giờ là sẽ cái này là rượu vang nhưng mà không có ly, để ở đây. Nó nhìn nó giống như cái màu nước nước chuối không? Mà không phải nha. Và một dĩa tôm, mà dĩa tôm ế quá, mọi người ăn xong xuôi hết rồi, no hết rồi. Khoai tây nghiền, có thêm cái nước sốt nữa, sốt nấm nữa, thì bây giờ ăn thử cái này. Chị Mót không? Mắm chị Mót là... Cái này là sườn heo. Nó đâu có ghi là gì đâu. Có chọn danh không? Không, không có danh thì ra đúng mình luôn. Phải lấy Facebook của mình. Ngon lắm. Facebook không danh chứ phải nó chọn. Cái này là có bán sẵn. Rồi, vậy là nó hiện ra Facebook của mình rồi. Cho một cái bịch. Mua cái này mua cho S Mart hả anh Bi? Bịch đi. Hả? Này mua cho S Mart hả? À, xóa đi. Walmart. Walmart. Lấy cái Facebook khác. Ăn giống như trang trong cái mấy cái lúc mình đi mua đó. Đúng rồi. Vậy là mày nó lấy xong đó ra luôn á. Ai trang luôn. Happy. Ngon. Facebook khác cái này nó đòi lòng danh rồi. Đây, để con tôm cho miếng rau cuộn lại. Đấy, chấm này. Rồi. Quét miếng nước chấm. Ngon. Rất là ngon. Miếng củ. Ăn thịt á thì uống rượu vang đỏ, ăn sả á, uống rượu vang trắng. Nhưng mà cũng là có món tôm lợi á. Nên là rất một ly rượu vang trắng uống.